vì mình không được làm chủ tiếng Hoa, mình rất là mỗi lần đứng thế nó rất là mất thời gian, không nó cảm giác nó khó chịu, cảm giác không phải nó kiểu gì, nó vừa khó chịu nó vừa cảm giác như là đi xe mà cuối cùng không được qua ấy.